Khi mọi người muốn tự học bơi nhưng không biết bắt đầu từ đâu thì đừng lo, học bơi dễ lắm, Viên chỉ cho. Hôm nay Viên làm clip này với mong muốn là gửi đến các bạn gần xa cũng như là mình chưa có điều kiện hoặc có thời gian để đến các trung tâm học bơi, thì Viên sẽ làm clip này để hướng dẫn các bạn từ những cái kỹ năng, kỹ thuật cơ bản nhất để các bạn có thể tự mình học bơi. Nhưng mà mọi người lưu ý, khi đến hồ bơi là mọi người phải chọn những cái hồ bơi mà cạn hoặc là những có những người cứu hộ và những người quan sát xung quanh mình để mình đảm bảo an toàn là mình học bơi nha. Bài tập đầu tiên là bài tập thở nước, mọi người lấy hơi bằng miệng, thở ra bằng mũi ở trên cạn cho đến khi thuần thục. Sau khi đã quen nhịp thở nước trên cạn thì mình cùng thực hiện dưới nước. Mọi người sẽ mở miệng lấy hơi trên mặt nước, sau khi lặn xuống thì mình sẽ thở ra bằng mũi. Mình thực hiện như vậy liên tục cho đến khi quen nhịp thở nước nha. Bài tập tiếp theo là bài tập nổi nước. Để tập được bài tập này thì mọi người sẽ lấy hơi bằng miệng, sau đó giữ hơi ở ngực từ 5 đến 10 giây, sau đó mình sẽ thở từ từ ra. Khi đã quen được nhịp giữ hơi thì mọi người cùng thực hiện dưới nước với Viên nha. Mình lấy hơi, úp mặt giữ hơi lại và thả lỏng cho cơ thể nổi lên trên mặt nước. Bài tập cuối cùng của ngày hôm nay là bài tập lướt nước. Đầu tiên mọi người sẽ chắp hai tay lại và đưa thẳng lên đầu. Theo là mình sẽ lấy hơi và giữ hơi ở ngực, sau đó mình đạp thật mạnh. Trong quá trình lướt nước thì mọi người sẽ thả lỏng ra. Mọi người sẽ cảm giác được cơ thể của mình lướt nước. Ok, thế là xong buổi đầu tiên. Hẹn mọi người ở buổi thứ hai nha.